Trời ơi. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Đá không cả nhà mình. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Tiến xin mến chào cả nhà thân thương, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với tập video tiếp theo của Tiến Nguyễn TV. Tiến xin chúc cả nhà có một ngày mới thật nhiều niềm vui và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Thì Tiến cũng đã chia sẻ cái quá trình, cái hành trình mà khi nãy là vận chuyển những cái phần quà lương thực thực phẩm thiết yếu này của các mạnh thường quân đi lên từng hộ hoàn cảnh nghèo sống ở trong vùng núi sâu xa để tặng và chia sẻ cái hình ảnh tới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị mình cùng hiểu rõ cái hoàn cảnh của người đồng bào sống ở trên đây như thế nào. Ở đây là Tiến có mang 4 phần là 4 hộ gia đình. Thì anh Văn cũng đã lặn lội đi tới khu vực này. Hai vợ chồng cũng đã tìm được 4 hoàn cảnh cho Tiến cả nhà. Trong đây là 4 hoàn cảnh. Thì bây giờ là tới nơi rồi, Tiến sẽ lấy ra một phần và tới hoàn cảnh đầu tiên để chia sẻ cái hình ảnh đó tới cho cả nhà mình cùng xem. Và 3 hoàn cảnh còn lại thì Tiến cũng sẽ tranh thủ Tiến tới Tiến thăm và chia sẻ từng hoàn cảnh tới cho cả nhà mình cùng xem luôn nha. Bây giờ Tiến xin mời cả nhà đồng hành cùng Tiến trong tập video này để vào tìm hiểu những hoàn cảnh mà hôm nay Tiến muốn chia sẻ cho cả nhà mình nha. Xin mời cả nhà mình. Bây giờ thì Tiến gỡ cái này ra, xíu nữa mình sẽ vác lên cả nhà. À quên nữa cả nhà, hôm nay là cả nhà có thấy là Tiến có một cái gì đó nó lạ lạ không cả nhà mình? Là chiếc nón lá, tại vì có hai mục đích là Tiến đội cái chiếc nón lá này để cho người xem họ biết là Tiến muốn chia sẻ những cái hình ảnh đẹp ở ở trên núi, rồi những hình ảnh đẹp của những người đồng bào nghèo sống ở cái mảnh đất Việt Nam của chúng ta. Và cái thứ hai á là Tiến đội á là khu vực này thì rất là nắng nóng cả nhà mình, để che nắng để cho cái đầu mình nó mát một xíu thôi cả nhà mình. Bây giờ Tiến sẽ gỡ ra rồi mang những phần quà này lên ha. Ok. Bây giờ là Tiến nhờ các cô giúp đỡ Tiến một xíu cả nhà, là vác những cái phần quà lương thực này tới từng hoàn cảnh, rồi xíu nữa Tiến sẽ tới Tiến thăm từng hoàn cảnh đó cả nhà. Tiến đội nón lá này thì cả nhà thấy cũng lạ đúng không? Lần đầu tiên thấy đàn ông con trai đội nón lá hả cả nhà ha. Wow. Thì cái đoạn đường này đi lên những hộ hoàn cảnh này thì đi ngang qua một cái hoàn cảnh mà tập video trước Tiến đã chia sẻ cho cả nhà mình á, là anh trai sống với bà nội thì bà nội xuống làng rồi nên anh sống trong cái căn chòi rách nát chỉ có một mình thôi cả nhà, cũng rất là đáng thương cho những hoàn cảnh sống ở trên núi như thế này. Mấy cô người đồng bào á thì mấy cô sống ở trên đây á, mấy cô quen rồi, mấy cô đi rất là nhanh và không có thở giống như Tiến đâu cả nhà. Mình đi á, mình không quen á, mình thở. Thì bốn người đó cả nhà là bốn hoàn cảnh mà hôm nay Tiến muốn chia sẻ đó cả nhà. Bây giờ Tiến sẽ mời cả nhà đi tới cái hoàn cảnh đầu tiên, là hoàn cảnh của một cụ bà sống chung với hai đứa cháu nhỏ. Ba mẹ thì gặp cái vấn đề gì ấy cả nhà, thì ba mẹ bỏ hai bé rồi để cho cụ bà nuôi hai bé thôi. Mà đặc biệt một cái nha, cái nơi ở của cụ bà, ba bà cháu á thì rất là khác lạ luôn cả nhà, lần đầu tiên Tiến thấy luôn. Sống ở trên một cái tảng đá bạc thì dần xung quanh thôi, và chỉ có một cái chiếu thôi cả nhà mình, chỉ có một cái chiếu thôi và lót ở trên cái miếng đá đó, rồi ba bà cháu mỗi đêm nằm ngủ trên miếng đá đó luôn, rất là thương. Ui, sắp rớt cả nhà, xém rớt. Sao không bà?
Xa không? Xa hả? À, không xa lắm đâu hả? Ok. Ôi, người ta đốt như thế này nè cả nhà. Đốt vậy nó cháy rừng sao bà? À, đốt dọn thôi hả? Để cho nó gọn thôi đúng không? Dạ. Đốt dọn những cái lá cây cả nhà, rồi người ta làm rẫy thôi. Chứ không có phải phá rừng gì đâu cả nhà mình. Tại vì rẫy này là rẫy của người đồng bào. Wow. Đây là trái đào này cả nhà. Trái đào nè. Tiếng vác nó mỏi dai quá cả nhà. Ui ôi. Chưa nắng mà đốt khói mịt mù luôn. Sáng giờ Tiến với lại anh Văn mỗi người ăn một ổ mì thôi cả nhà. Miết tới trưa luôn. Mình lên thăm đồng bào quá. Thấy hồi mình sống giống như người đồng bào luôn cả nhà. Một ngày ăn cao lắm là 2 bữa thôi. Buổi sáng là mình bỏ rồi đó. Có khi thì mình ăn buổi sáng, buổi trưa mình bỏ. Rồi buổi chiều tối á, mình đi làm về rồi thì tất nhiên mình phải ăn rồi cả nhà. Trời ơi, họ sống ở trong tít trong đây luôn. Rất là sâu. Những cái cây điều này thì khi mà tới mùa á, người đồng bào họ sẽ lấy những cái hạt điều, rồi họ về họ làm, họ tách vỏ, rồi họ đi bán cả nhà. 1 ký thì Tiến không biết bao nhiêu, nhưng mà Tiến nghĩ là nó cũng rất là ít tiền thôi. Với công mình bỏ ra thì nó rất là cực, nhưng mà khi mà thu lại mình bán đi á, nó ít tiền lắm. Bây giờ họ không có tiền thì bắt buộc họ trên đây cái gì kiếm ra tiền thì họ sẽ làm thôi cả nhà. Wow. Sống rất là xa xôi. Sống trong rừng trong núi vậy đó. Mấy bà mấy chị nói gần. Nhưng mà Tiến không biết là gần là bao lâu cả nhà. Trời ơi, đào nó ra rất là nhiều luôn. Quá trời luôn. Wow. Vài bữa nữa là mình lên lại á, là nó chín hết rồi cả nhà. Mình ăn á, thì nó cũng giải khát được một xíu thôi. Nhưng mà nó hơi chát cái miệng á. Đang đi lên cả nhà mình. Wow. Những người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Chào. Đại ca cả nhà. Thay phiên một xíu cả nhà mình. Chứ trên đây á, thứ nhất là nắng, thứ hai là mình leo núi rất là cao. Nên hai anh em thay phiên nhau một xíu. Còn các cô, các chị á, thì có cái gùi á. Với lại đồng bào họ đi quen rồi cả nhà. Còn hai anh em là mỏng manh yếu đuối dễ vỡ cả nhà. Wow. Khi nãy Tiến có hỏi các cô á, thì các cô nói là đi lên hướng về phía núi á cả nhà mình. Hướng về phía núi rất là xa. Ở đây thì toàn đá không cả nhà mình. Đá rất là to. Bây giờ thì Tiến sẽ đi theo cô này để đi tới căn chòi. Wow. Rất là tuyệt vời. Quên mang nước nữa rồi cả nhà mình. Không sao, đi lên đó uống nước suối cũng được cả nhà. Nắng quá, Tiến cũng mang khẩu trang đây. Ở đây là nắng cháy da người luôn cả nhà. Mình mà để da thịt mình mà sơ hở ra một xíu á
là nó sẽ nắng nó sẽ táp cái mặt mình đen xấu trai hết cả nhà. Cây này là cây gì tiếng không biết nữa, nhưng mà nó dính rất là ấy luôn cả nhà, rất là nhiều. Mình mặc quần mà dễ dính đó, dính khó gỡ lắm. Mệt không cô? Mệt thở, đưa đây, đưa đây, con vác bao gạo cho. Ôi, trời ơi. Ê, mệt thở oxy luôn. Wow. Sống ở trong đây rừng rậm dữ vậy cô? Dạ. Ở đây rồi mỗi lần đi xuống làng cũng cực lắm hơn. Dạ. Mang nước từ dưới đó luôn. Dạ, từ chỗ trời hồi nãy đúng không? Một đoạn đường rất là xa xôi. Gần tới rồi hả cô? Dạ. À, tắt thở rồi cô ơi. Mệt quá hả cô? Hai cô cháu ngồi thở cả nhà. Ôi, sống mà xa dữ vậy. Mang nước à, thở phải nghỉ hai ba lần mới tức. Nước là mình xuống đó mình mang hả? Xuống mang Dạ. mang đâu có bình đâu, để chai chai cam nó nhỏ nhỏ mang một cùi Mang một bùi. đó nát là coi Dạ. chai cam không. Cái chòi hồi nãy cả nhà, cái chòi mà của người anh 30 tuổi, 31 tuổi á, ở dưới đó người ta bắt nước dưới đó á, thì người đồng bào sống ở khu vực nơi đây á, thì họ xuống đó họ múc nước để về họ sử dụng thôi cả nhà mình. Quá mệt. Mệt quá mệt, Dạ. đi 4 lần nghỉ ngoài đường này mới tới chỗ đây Dạ, rồi này. 4 lần nghỉ mới tới. Mới tới. Bữa nay có con đi là nghỉ có một chập là tới luôn. Thương lắm cả nhà. Thì sẵn tiện đây á là Tiến cũng xin phép là Tiến hỏi cô hay là bà, Tiến chưa biết tuổi nữa, thì cho con hỏi là năm nay bao nhiêu tuổi rồi, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay chắc sinh năm 67. Sinh năm 67 là bao nhiêu tuổi ta? Sinh năm 67, năm nay chắc gần sáu mấy à Dạ, đó gần sáu mấy à. à, Dạ, Tiến kêu bằng bà cả nha. kêu bằng bà được. Dạ, kêu bằng bà được. À. Trời ơi, cái nón gì mà nó dính với cái cây gì mà dữ vậy? Cây rừng nè nó coi quần áo này dính hết Trời nè. ơi, nó dính mà giống như kim đâm vậy cả nha. Đây nè hết cả người luôn này, Dạ. lấy ra muốn ấy được nè, quần áo dính hết Lấy ra mà muốn xỉu luôn nè. không? Bà tên gì? Bà tên Thức. À, thức Dạ, năm nay 66 tuổi. à, Dạ, bà sống ở trên đây là bao nhiêu lâu rồi? gần 20 năm á. Còn 20 năm. Sống ở đây á. Dạ, bà có nhà dưới làng không? Có nhà dưới làng, nhà nhỏ, nhà nhà nước cho nhỏ xíu cho con ở bên đó. À, con Mình có vợ có chồng rồi cho ở dưới đó hết. ở dưới đó, mình già cả rồi ở trên đây, mình Dạ. coi làm rẫy làm đồ. Dạ. Nói chung là người lớn tuổi như bà thích ở trên rừng trên núi hơn không? Dạ, ở trên đây họ trồng trọt chăn nuôi làm việc kiếm cái đồng tiền được ra nha, chứ giờ ở dưới làng nhất là không làm được việc gì nè, cái thứ hai là xe cộ ồn ào nè, thanh niên ăn nhậu chạy ào ào xong mà mình ngủ đúng Ngủ không? cũng được, Dạ, mình già lớn rồi. là bà sống ở trên đây có một mình bà thôi hả? Không, có là đứa cháu, cháu năm đứa cháu, 5 đứa cháu luôn. năm đứa cháu Trời ơi, là hai gái, ba trai. 2 gái 3 trai Hai gái, ba trai. là sống ở trên chòi cùng với bà luôn. Sống ở cùng với bà đây luôn. Ủa, là ba mẹ mấy bé đâu bà? Ba mẹ nó đi bỏ nhau rồi sụp sịch với nhau rồi đi làm xa. Là bỏ nhau mỗi người mỗi nơi hết rồi bỏ con lại cho bà nuôi thôi. Bỏ cho bà nuôi. Rồi hiện tại mấy bé có ở trên đó không? Bé ở trên đó. Dạ, có đi học không? Có đi học. Dạ, hôm nay mấy bé có đi học không hay là... Bữa nay bé đi học nè, ở làng. À, dạ, là 5 đứa đều đi học hết luôn. Đi học hết. Dạ. Trời Chiều ơi, chiều đó nó học xong rồi về trên đây. chiều học xong là 5 đứa kéo lên đây Kéo hết một lên bên đây, luôn. kéo lên đây ở với bà. Dạ,
Chứ không có chịu ở dưới làng hả bà? Không chịu ở dưới làng, ở dưới đây với bà, Năm đứa là ba mẹ bỏ nhau hết luôn. mẹ em bỏ nhau hết rồi. Trời ơi, năm đứa ba mẹ bỏ nhau hết luôn cả nhà. Vất vả lắm hả bà hả? Đọc bà làm nuôi cháu Dạ. Bây giờ đỡ mệt chưa? đỡ đỡ rồi. Đỡ thì mà còn một xíu nữa mình đi lên để chia sẻ cái hình ảnh, cái nơi ở của bà với lại những đứa cháu cho cả nhà cùng hiểu rõ hơn nhé. Dạ. Đi ha. Đi thôi cả nhà, Tiến xin mời cả nhà mình. Còn một xíu nữa thôi cả nhà mình. Cố gắng lên. Tiến hỏi sơ sơ thôi. Rồi lên á, mình sẽ tìm hiểu cái hoàn cảnh của bà kỹ hơn. Và có cái nơi ở của những bà cháu á, nó sẽ thực tế hơn cho cả nhà xem. Wow. Nắng cháy da người cả nhà. Chỗ đó hả bà? Đây nè, chỗ đây Trời ơi, sóng gì mà cực dữ vậy? Phía trước là tới rồi cả nhà mình. Wow. Tiến thấy cái nơi ở của bà rồi. Chỉ che những tấm bạt thôi cả nhà. Trời ơi. Sống trong đây giống như một cái hang động luôn cả nhà. Trời ơi. Sống trên một miếng đất toàn là đá không thôi cả nhà mình. Không thể tưởng tượng được. Ở dưới đây là một ngọn núi ở mình đang ở trên nha cả nhà mình nha. Đó, đang lài lài xuống là đang ở trên đỉnh núi cả nhà. Bây giờ Tiến xin mời cả nhà qua đây cùng Tiến nha. Rồi để đó luôn đi bà, để đó đi, không sao đâu bà. Lấy ra Trời ơi. quá. Thì xung quanh cả nhà cũng thấy rồi, toàn là đá thôi, được bao phủ một cái cây. Cái cây này là cây điều rất là to lớn luôn cả nhà, nó bao phủ hết xung quanh cái khu vực này để cho mát á cả nhà. Bây giờ là Tiến mời cả nhà vào trong nơi ở của những bà cháu. Đây cả nhà mình. Trời ơi. Đây là hình ảnh chân thật và thực tế nhất của người đồng bào họ sinh sống như vậy nha cả nhà mình nha. Tiến không nghĩ là lần đầu tiên Tiến đến thăm hoàn cảnh của người đồng bào nghèo mà Tiến thấy cái hoàn cảnh này nó rất là thê thảm luôn cả nhà. Để Tiến xem dưới đây là phải đá không? À, dưới đây là đá này cả nhà. Dưới đây là đá nè. Wow. Mùn mền á thì rách tanh bành hết rồi cả nhà. Chiếu mà coi nè cả nhà mình. Rách rưới rất là thê thảm luôn. Được bao phủ bằng những cái tấm bạt như thế này. Không biết là mưa gió thì bà sống như thế nào nữa. Như Tiến cũng thấy nè. À, bà đi hái những cái hạt điều như thế này. Những cái hạt điều như thế này cả nhà là bán cho người kinh, rồi người kinh thu mua lại rồi họ bán lại cho công ty để chế biến cả nhà. Rất là rẻ luôn. Thì khi mà con tới cái hoàn cảnh này là cái hoàn cảnh này là bà ở thiệt luôn á hả? Ở thiệt 20 năm rồi. 20 năm. Dạ. Trời ơi. Không có ai làm mà một cái chòi mà nó đàng hoàng để cho bà ở Ai làm có tiền mà làm, có tiền mà mua tôn. hả? Dạ, không có tiền mua tôn. Bạc cũng không có luôn cả nhà. Bạc là những cái tấm bạc này cũng 20 mấy năm rồi. Sao mà bạc này nó bền dữ vậy bà? Bạc này xin những người ta này. Dạ, xin người ta. Xin người ta chôn. À. Rồi tối là những bà cháu, 6 bà cháu nằm trên cái cục đá như thế này. Trời ơi.
nằm rồi đau lưng mấy cháu làm sao, tối rắn rết bò vào làm sao, nằm thí không biết chỗ nào mà nằm nữa. Dạ đất này là đất của mình luôn hả bà? Đất của mình. Dạ đất của mình sao mà con thấy toàn đá không đá, vậy? Đá không, đất dạ. Núi mà có chỗ nào mà bằng phẳng không, mà có đất không? Không không, không có chỗ nào bằng phẳng hết luôn, toàn là đá như vậy không. Dạ ví dụ như mà làm nhà làm cửa cả nhà thì làm ở trên đây cũng rất là khó khăn luôn. Thứ nhất là đường xa, đường hẹp nè, mấy cày lên không được, và vận chuyển thì cũng rất là cực khổ luôn. Ví dụ như con mà trúng số á, con mà trúng số con làm nhà cho bà chắc con phải thuê trực thăng á, nó bỏ đồ xuống à để làm nhà cho bà. Không thể nào mà diễn tả được. Thì bà ở trên đây á, mỗi ngày bà làm cái công việc gì để bà kiếm ra tiền, kiếm ra cái đồng tiền mình trang trải trong cuộc sống và lo cho mấy cháu? Đi lượm phân bò xuống ở dưới làng. Dạ. Lượm phân bò. Cũng như làng lượm phân bò. Xuống ở dưới đất đất bằng đó, lượm dạ. Phân bò. Rồi mới có phân bò đó bán, rồi con kiếm từng gạo rồi nấu cơm, có nhiều thì nấu cơm, có dạ. Ít thì nấu cháo. Dạ. Nhiều thì nấu cơm, còn ít thì nấu cháo. Nấu cháo. Dạ. Ba cháu ăn. Cháo nó lỏng cả nhà. Thì ăn cho đỡ đói thôi. Đỡ đói. Dạ. Như những cái bình nước á, những cái bình nước á cả nhà, thì họ lấy từ ở dưới kia lên là những cái chai này, thì một mình bà là phải gánh vác hết tất cả mọi thứ luôn á cả nhà. Rất là thương. Đó cả nhà có thấy không? Những bình nước đó, những bình nước nhỏ đó là bà bỏ trong gùi mỗi ngày bà vác lên. Dạ. Lâu lâu con cái rồi có lên thăm mình không? Dạ. Khi mà con mà lên thăm mình á thì con có mang những cái gì lên cho mình không? Không, con đi không, mang sẵn rồi. À, đi không mà hả? Con thăm thằng trai nó bệnh, nó mang không nổi. Dạ, bệnh gì vậy bà? Bị tiểu đường. Bị tiểu đường. Bị tiểu đường, thằng dạ. Là 31 tuổi. Dạ, 31 tuổi, bị tiểu đường. Tiểu đường, chân dạ. Tay nó lỡ hết luôn rồi. À. Lỡ hết luôn, còn chết 2-3 lần rồi. Chết 2-3 lần rồi? Chết 2-3 lần rồi, đi dạ. Bệnh viện nhất. Là đi không có tiền, nhờ người ta cho người này ít, yên kiếm ít. Dạ. Bệnh tiểu đường thì căn bệnh đó nó rất nguy hiểm luôn cả nha. Nó lan, nó giống như kiểu bị lan, bị di truyền đó cả nha. Đó, từ bệnh này sang bệnh khác và từ bệnh khác sang những bệnh khác nữa, rất là nhiều bệnh trong người luôn. Nên giai đoạn cuối rồi hả bà, chết 2-3 lần rồi. Chết 2-3 lần rồi. Dạ. Tôi lắm, vợ bố. Vợ chịu nổi bệnh quá, vợ bố. Dạ. Trưa nay là bà ăn cái gì? Trưa nay nấu canh bài luôn. Nấu canh bài? Nấu canh bài với cháu. Cháu, dạ. cháu lỏng á. Dạ. Chiều để cho mấy cháu lên ăn thôi. Lên cháu ăn. Đó, cả nhà thấy không? Đây là cái khu vực bếp nè. Những cái nồi niêu xông trái mà nứt nẻ hết cả nhà. Chiều là mấy cháu lên ăn. Mấy cháu ăn. Dạ. Ở trên đây có một cái gối với lại một cái mền rách, rồi cái mùng rách vậy, rồi sao sáu bà cháu đắp được? Còn lạnh thì cho mấy đứa cháu nó đắp, còn mình già rồi ôm tay ôm thí. Ôm tay ôm thí vậy? Ôm mấy đứa cháu cho nó ăn. Dạ, rồi ơi. Giờ thế sao? Ngủ ở đây rồi có cái con vật gì nó tới nó tấn công mình không bà? Không sao. Không sao hả? Có con rắn rồi không? Rắn thì có. Rắn thì có hả? Rắn trời thì có. Ghê vậy. Rắn ở dưới đây nè, chỗ đá nè. Nhiều lắm đúng không? Nhiều lắm. Cũng sợ, sợ thôi mà rắn nằm. Dạ. Rồi nó có bò lên tới cái chỗ khu vực nào? Không có. Bữa có đập một con rồi. Đập một con rồi? Dạ, một dưới con. Vậy? Rắn to không bà? Rắn to. Dạ. Bằng cái cây đây nè. Dữ vậy? Để đi tới đây, nghe tiếng nó dậy, dậy đập liền. Dạ. Cũng sợ chứ. Mấy đứa cháu nó nằm ở đây rất là nguy hiểm luôn cả nhà. À, bà cho con hỏi là ông đâu? Ông bị chết rồi. Ông mất lâu rồi ông hả? Mất lâu rồi. Dạ. Ông mất từ ông trẻ lắm, mới có 44 tuổi ông mất rồi. 44 tuổi ông mất rồi, tới nay là 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm. Dạ. Lý do vì sao ông mất vậy bà? Bị bệnh hở van tim. Hở van tim? Ừ. Dạ. Hở van tim, ông mất sớm lắm, con cái còn nhỏ lắm. Dạ.
Bữa nay là bà không đi lượm con bò. Dạ. Bữa nay ở nhà. Con có thấy ở ngoài kia có cái chuồng là chuồng gà hả? Bà nuôi gà hả? Không, không có nuôi gà, ý là làm thí chuồng vậy đó. Từ Dạ. bữa làm nuôi hai con mà mất cái chuồng ăn hết rồi. Chuồng ăn không có nuôi nữa. Dạ. Đúng rồi. Cả nhà có xem phim Tây Du Ký á thì chắc chắn là cả nhà cũng biết rồi, ở khu vực nơi đây không không phải gọi là cái nhà, không phải gọi là cái chòi nữa cả nhà, nó giống như một cái hang động vậy đó. Rất là kinh khủng luôn. Sống trong đây mà con thấy bà sống mấy chục năm được giỏi thiệt sự luôn. Dạ. Bây giờ bà cho con đi tham quan khu vực này một xíu nha. Dạ. Như cả nhà cũng thấy đó, ở đây là những cái tảng đá rất là to luôn cả nhà mình. Đá này rất là lâu năm rồi. Còn bên đây Tiến có thấy là một cái chuồng gì á, Tiến không biết nữa. Bà làm như vậy thì để con nào nó vô nó ở thì nó ở thôi cả nhà, chứ không có con gà con vịt gì ở đây hết cả nhà mình. Ở đây Tiến có thấy một miếng đất trống là không có đá cả nhà. Bà có chia sẻ với Tiến là đất ở đây là đất của bà, đất của bà luôn. Quần áo thì của những bà cháu là phơi hết từ cây này sang cây khác, bên kia cũng có cả nhà mình. Ở đây thì Tiến có thấy là những cây chuối nè, những cây đu đủ mà thường người đồng bào họ sinh sống khu vực trên rừng núi như thế này á, họ thường ăn đu đủ là đa số 90% ăn đu đủ rồi cả nhà mình. Cả nhà Tiến 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 chia sẻ cho cả nhà một cái cây này nè, Tiến không biết là cây gì nữa, nó rất là đẹp luôn cả nhà mình. Đây nè, trời ơi. Đây cả nhà mình, trời ơi, một cây là đỏ lè luôn. Đỏ lè luôn cả nhà, bên đây nè. Đó, cả nhà thấy thì có cái nón lá này cả nhà, mình đội nó tuy nó hơi cồng kềnh một xíu thôi nhưng mà rất là mát cái đầu của mình luôn cả nhà mình. Ở đây thì Tiến có thấy bà trồng những cái cây ớt nè. Ớt trên đây á, thì đất á, nó khô cằn á, khô cằn sỏi đá thì nó sống được cái nào thì mình sử dụng cây đó thôi cả nhà. Ngoài ra thì cái khu vực nơi đây á chỉ có bấy nhiêu thôi và cái căn chòi này thôi cả nhà, chứ ngoài ra là không còn một bất cứ một cái gì nữa hết cả nhà mình. Hôm nay là hiện tại trong cái căn chòi của mình là bà còn gạo không? Bà không còn gạo luôn. Dạ. Không còn bất kỳ một cái gì luôn. Dạ. Những cái son đó là bà nấu canh bay. Bây giờ cả nhà qua đây xem canh bay cùng Tiến nha. Ớt này cả nhà mình. Ớt này rất là cay, ớt rừng á, rất là cay cả nhà. Dầu ăn thì bà chỉ mua một te dầu ăn nhỏ như thế này. Rồi son nồi á, Tiến thấy mốp méo rồi, nứt hết rồi cả nhà. Đây là cháo nè cả nhà mình. Trời ơi, cháo xấu bà cháu ăn nha cả nhà. Cháo trắng đó. Bà chia sẻ với cả nhà khi nãy đó thì ngày nào mà gạo ít á thì mình nấu cháo. Đây là canh bay nè, canh bay này cả nhà. Cả nhà thấy cái son không, nó có ra cái son cả nhà mình. Nó mốp méo hết rồi. Canh bay thì trong đây có su đủ nè, rồi nói chung là cháo mình bỏ su đủ vào thôi cả nhà, là canh bay. Canh này mà mình nấu xong mình phải ăn liền, chứ mình không ăn liền thì nó sẽ hôi, nó sẽ thiêu đó. Không còn bất kỳ một cái gì trong cái khu vực mà những bà cháu sinh sống, rất là đáng thương cho hoàn cảnh này luôn cả nhà. Như bà ở trên đây á, thì cái mong ước của bà có cái mong ước nào À, thì bà mong ước là còn có một cái chòi ở tạm bợ mưa gió thì có một cái chòi ở tạm bợ thôi hả? Chòi còn là chòi giống vậy nè hả? không, ý là chòi chòi tôn chòi đùa đó, ý là có cái nhà
làm cái nhà ở trong này. Dạ. Bây giờ ở như vậy mưa chỗ ở không được. Dạ. Bây Thì giờ con cũng vào đây con thấy là dần xung quanh thôi, thì không biết mưa gió thì bà dùng cách nào để mà những bà cháu che mưa che nắng, thì cũng rất là thương luôn cả nhà. Thì đồng bào là đa số là họ chỉ mong ước là có cái ăn cái mặc thôi, rồi có cái nơi ở che nắng che mưa thôi. Dạ. Thì hôm nay á là anh Văn ảnh chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình mình, là ảnh dắt con tới đây để thăm cái hoàn cảnh của bà, và con cũng có những phần quà như thế này, là những phần quà mình vừa vác lên đó bà. Đó, trong đây thì con sẽ lấy ra để cho bà biết nha. cảm ơn con. Mấy bé đi học rồi ha, chưa Dạ, về? chưa về tối Dạ. mới về. Chứ có mấy bé là tiếng con muốn chia sẻ cái hình ảnh của những đứa trẻ sống trên vùng núi như thế này cho cả nhà cùng hiểu rõ hơn. Đó, thì hôm nay con tới đây là con muốn gửi những phần quà như thế này. Trong đây là một thùng mì tôm nè. Dạ, cảm ơn À, con. và một bao gạo 10 kg nè. Dạ, cảm ơn con. Đó. Rồi cho con xin cái này luôn. Ui cả nhà đợi tí một xíu nha. Rồi. Trước tiên là về cái chỗ ngủ. Rồi, con thấy cái mùng của mình nó mục nát nó rách hết rồi. Con gửi tặng cho bà một cái mùng để tối bà cháu khỏi bị muỗi đốt Cảm ơn ha. con nhiều. Và tiếp theo là một cái mền. Dạ. Một cái mền để tối ba những bà cháu. Dạ. Dạ, những bà cháu đắp. Dạ, cảm ơn con. Rồi. Về cái phần đồ gia dụng, trong đây là con có Tiến thấy là bên kia có ba cái chén rồi cả nhà. Bây giờ là Tiến gửi tặng ba cái chén nữa là đủ 6 bà cháu cả nhà. Rồi con gửi tặng cho bà là một cái tô này. Một cái tô rồi ba cái chén. Đó, con gửi tặng cho bà. Và ba cái muỗng. Ba cái muỗng đây bà. Rồi con gửi nha. Thì kèm theo đó là một bộ nồi, là nồi lớn, nồi nhỏ. Dạ. Mình lấy cái nồi này là nồi xịn nha. Nồi xịn là nấu cho những bà cháu ăn thôi, đừng có nấu cho con vật ăn nha. Dạ, trong đây là cái nồi nhỏ, nồi inox, nồi xịn luôn. Dạ, còn nồi này là nồi lớn để mình nấu cơm, nấu canh rồi mình ăn. Rồi con tặng cho bà bộ nồi này. Đó, con gửi đây luôn. Và tiếp theo là về phần lương thực thực phẩm. À, còn cái này nữa bà. Bà lớn tuổi á, thì bà đi rừng đi núi á, thì con gửi tặng cho bà một chai dầu là riêng bản thân của bà ha. Cảm Còn ơn. một chai dầu này thì bà sử dụng cho những đứa cháu của bà khi nào mà bị muỗi đốt hay con gì cắn đó, bà sử dụng nha cho mấy cháu. Rồi Cảm con ơn gửi tặng. con nhiều. Trong đây, trong phần quà lương thực thực phẩm này là có một chai mắm nè, một chai xì dầu nè, và hai hũ trao này bà. Cảm Đó, ơn. con gửi cho bà. Đây. Trên đây là mình rất là cần muối với lại bột ngọt luôn đúng không? Còn gửi luôn. Và cuối cùng là một bịch cá khô. Cảm ơn Dạ. con Một bịch cá khô nè. nhiều. Dạ. Là con gửi cho bà một bịch. Đây. Thì đây là cái phần quà lương thực thực phẩm thiết yếu của tất cả các cô chú anh chị ở trong nhóm thiện nguyện Úc Châu, Melbourne, Sydney, Úc Châu gửi cho gia đình của bà. Và tiếp theo là con cũng muốn gửi một cái số tiền của cô Mạnh Thường Quân. Con cũng xin phép cô Vân và chị Tiết Anh ở Tiền Giang, con trích ra số quỹ là 500.000 đồng để con gửi tặng cho cụ bà, để cụ bà ở trên vùng núi sâu xa như thế này khi mà không có cái gì ăn và con cháu bệnh đau thì bà có thể bà lấy số tiền này ra bà mua thuốc cho bà với lại cho những đứa cháu. Cả nhà đợi tiếng một xíu nha. Đây, trong đây là con có 500.000 đồng. Rồi. Đây là số tiền 500.000 đồng của cô Vân và chị Tuyết Anh ở Tiền Giang gửi cho bà để bà có số tiền và bọc trong người và xoay sở nha. Dạ. Rồi con gửi cho bà 100, 200, 300, 400 và 500. Cảm ơn con. Dạ, thì khi mà con
tới đây con trao tặng những cái phần quà lương thực này và đồ gia dụng và kèm theo đó một số tiền của các cô chú anh chị mạnh thường quân, thì bà có đôi lời nào cảm ơn tới cho tất cả các cô chú để cho cô chú vui được không? Dạ, cảm ơn. Bây giờ cô xin cảm ơn nè, không có biết nói nhiều, tại vì không có hiểu tiếng bên đây, không có hiểu rõ. Thì nói thí nói hai ba lời thì nha, thông cảm giùm, không biết nói tiếng. Dạ, không sao, không sao. Thì cảm ơn mấy con giúp của dì như vậy, là con có dì cảm ơn nhiều. Để có mắm muối, có dầu ăn, có cá khô, có gạo, có mì tôm, có mắm, có son nùi, có mùng, có mền, có thuốc. Rồi cảm ơn nhiều. Và bây giờ cô sẽ chúc rồi mấy người giúp đỡ cô dì sẽ cảm ơn nhiều. Dạ. Rất là thương luôn cả nhà. Thì con cũng xin thay mặt cho bà, tại vì bà là người đồng bào và sống ở trên vùng núi sâu xa, bà cũng không có hiểu biết về những cái lời cảm ơn nào mà cho hay á, thì con cũng rất mong cô chú anh chị và cả nhà xem cũng thông cảm cho những người đồng bào sống ở khu vực nơi đây nha. Bây giờ con cũng xin thay mặt cho bà và những đứa cháu của bà là con cảm ơn tất cả các cô chú anh chị ở trong nhóm Thiện Nguyện Úc Châu, Melbourne, Sydney, Úc Châu đã trao tặng những phần quà lương thực thực phẩm thiết yếu và đồ gia dụng. Và con cũng xin cảm ơn cô Vân và chị Tuyết Anh ở Tiền Giang đã trao tặng thêm cho bà là số tiền 500.000 đồng để bà có số tiền bà xoay sở trong cuộc sống. Thì con cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những người đồng bào nghèo khó khăn sống ở vùng núi sâu xa như thế này. Con xin chúc cho tất cả cô chú anh chị có một năm mới luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an bên gia đình của mình. Bây giờ là mình có những thứ này rồi, mình cũng đầy đủ rồi. Dạ, đầy đủ thì không đầy đủ cả đời đâu, đầy đủ vào những ngày tiếp theo và nó sẽ đầy đủ hơn hiện tại. Dạ, để mình có cái ăn ha. Dạ, cảm ơn cô. Nói chung là bà ở trên đây, bà cố gắng giữ gìn sức khỏe. Rồi có cái sức khỏe thì mình mới đi mần ăn, mình lo cho các cháu được nha. Dạ, quan trọng là cái sức khỏe nha bà nha. Dạ. Rồi như cái thằng cu nó bệnh tiểu đường. Dạ. Mấy đứa nhỏ học nữa. Dạ, lo cho anh bệnh tiểu đường cả nhà, rồi lo cho mấy đứa nhỏ ăn học nữa cả nhà, cũng rất là vất vả cho cái tấm thân này. Thì khi mà cả nhà xem được video này á, Tiến cũng rất mong cả nhà hãy cho Tiến xin một bình luận và gửi những cái lời chúc tốt đẹp tới cho cụ bà này, để cụ bà có một cái niềm tin và sự tích cực ở trong cái cuộc sống và để bà vững chãi hơn trên cái con đường tiếp theo. Thưa bà ha. Cảm ơn con. Dạ. Bây giờ là hai anh em con cũng xin phép là hai anh em con đi qua thăm những hộ hoàn cảnh khác. Thì tụi con cũng xin kết thúc ở đây. Dạ. Nhớ giữ sức khỏe nha bà nha. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ, vài bữa là con sẽ ghé lên đây lại thêm một lần nữa nha. Dạ. Thì bây giờ Tiến cũng xin phép cả nhà là Tiến kết thúc video tại đây. Cả nhà yêu mến Tiến thì hãy cho Tiến xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Đừng quên xem hết quảng cáo để ủng hộ Tiến, để Tiến có thêm kinh phí để lên núi giúp đỡ các bà con nghèo ở trên vùng núi sâu xa nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye.